giới nghệ sĩ lên tiếng về dự án xây nhà hát 1.500 tỷ gây tranh cãi. Mới đây, trong kỳ họp khóa 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về dự án xây dựng nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch. Theo đó, đây là nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng, với quy mô 1.700 chỗ, gồm 2 khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện dự kiến, trong giai đoạn 2018-2022. Sau khi Hội đồng Nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh, thông qua dự án, nhiều ý kiến tranh cãi, trong dư luận đã nổ ra. Trong suốt 3 ngày vừa qua, Vietnamnet đã liên hệ một số nghệ sĩ và người giữ công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để xin ý kiến về vụ việc. Giám đốc nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch, thành phố Hồ Chí Minh, đây là giá trị văn hóa, không phải kinh doanh. Trao đổi với báo Vietnamnet, nhạc trưởng Trần Vương Thạch, giám đốc nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong 3 ngày qua ông đã biết phản ứng trái chiều từ dư luận khi chủ trương đầu tư nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm được thông qua. Theo nhận định của ông, có một số người lập luận về sự phung phí, lãng phí khi nhà hát đi vào hoạt động, nhưng đây là sự nhầm lẫn, bởi đây là những giá trị văn hóa, không phải giá trị kinh doanh. Trong thiết kế đô thị, thì phải có hạng mục nhà hát, cũng giống như cuộc sống, có cuộc sống vật chất, và cuộc sống tinh thần. Nhạc trưởng Trần Vương Thạch nhận định, giám đốc nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Ngay từ bây giờ, chứ không cần tới lúc nhà hát mới được xây, khán giá của loại hình này đang phát triển rất tốt. Trong đó có giới trẻ. Tại sao lại phung phí khi mình đặt vấn đề xây dựng một đời sống văn hóa, phục vụ nhân dân? Để thực hiện mục tiêu lớn đó, thành phố phải có những thiết chế văn hóa, đó là những nhà hát, ông Thạch nói và cho biết. Không phải có chỉ có một nhà hát, mà ở các quận các huyện cũng cần có nhà hát để người dân khắp nơi được hưởng những gì tốt nhất. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, phó giám đốc nhạc viện, thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ. Theo Tạ Minh Tâm, việc xây dựng dự án nhà hát là món nợ mà các cấp lãnh đạo đã nợ nền âm nhạc thành phố từ nhiều năm nay. Bởi dự án đã được lên kế hoạch xây dựng từ trước đó rất lâu. Anh tin rằng, không riêng gì mình mà chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng ý với quyết định này của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phải hiểu rằng, nhà hát là công trình phúc lợi, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, chứ không phải xây nên để cho có hay lãng phí tiền của nhân dân. Nếu có điều kiện, tôi khuyến khích, không chỉ xây một mà cần nhân rộng, nhiều nhà hát trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm chúng ta bỏ tiền để xây vài chục bệnh viện, vài trăm trường học, thì việc bỏ ra 1.500 tỷ để có một bộ mặt văn hóa, mang ý nghĩa để đời, liệu có là nhiều? Cũng như vấn đề bắn pháo hoa, mọi người tranh cãi về việc có lãng phí hay không, nhưng thực tế mỗi dịp lễ Tết, từ xưa tới nay, bất cứ ai cũng đều vui vẻ khi thưởng thức nó, nghệ sĩ chia sẻ. Trách nhiệm của các lãnh đạo là làm thế nào để chứng minh cho người dân thấy mọi công tác xây dựng, quản lý và điều hành đều phải thật sự minh bạch, đúng tiến độ. Có như thế mới khiến người dân đồng tình, cảm thông và chia sẻ, anh nói thêm. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mong nhà hát xứng đáng với số tiền bỏ ra. Ở vị trí ca sĩ tự do, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh rất ủng hộ quyết định xây dựng nhà hát của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, điều anh và cũng như mọi người dân khác mong mỏi là được nghe các cơ quan có liên quan trình bày cụ thể về chức năng và các tiện nghi bậc nhất, hiện đại nhất, văn minh nhất, để mọi người đều thấy mọi thứ là xứng đáng với số tiền bỏ ra. Cho tới giờ phút này, tại Việt Nam cũng chưa có một sân khấu hay nhà hát nào đủ tuổi để mời các sao lớn của thế giới đến trình diễn, hoặc có những lễ hội vô cùng đặc biệt, khiến hàng triệu khán giả Việt mơ ước một lần đặt chân đến. Đó cũng là niềm hãnh diện cho thành phố này, thế thôi. Tôi ủng hộ với điều kiện nhà hát được làm đúng tầm và có tâm, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ. Đại tá, nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy, giới văn nghệ ước. Thành phố Hồ Chí Minh có một nhà hát đủ tầm. Đại tá, nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy thì cho rằng hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh có một vài cơ sở như nhà hát lớn, nhà hát Hòa Bình, nhà hát Trần Hữu Trang, nhà hát Bến Thành, trừ nhà hát lớn ở quận 1. Thỉnh thoảng còn có những hoạt động nghệ thuật phục vụ công chúng, còn số nhà hát còn lại cũng không liên tục sáng đèn. Và nếu có, lại chủ yếu là cho thuê, làm sự kiện, tiệc cưới. Lý do theo tôi là bởi diện tích và khuôn viên quá nhỏ, chưa xứng tầm để làm các sự kiện văn hóa trọng đại trong nước và quốc tế.
Vì vậy, giới văn nghệ sĩ cũng mơ ước. Thành phố Hồ Chí Minh có một nhà hát, đủ tầm để tự hào với cả nước. Về các vấn đề như địa điểm, thời gian, kinh phí, tôi nghĩ đã có các cơ quan, ban ngành, các nhà quản lý nghiên cứu, sao cho thật khoa học và hợp lý, để công trình vừa mang biểu tượng văn hóa, vừa có đủ tiện ích văn hóa, cho dân và hợp lòng dân. Nếu được như vậy, chắc chắn khi nhà hát khánh thành, sẽ có ý nghĩa với tất cả nhân dân nói chung. Và các văn nghệ sĩ nói riêng, bà nêu quan điểm. Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung, đừng lấy những tiêu cực xã hội để đánh giá. Liên hệ với Quốc Trung, anh bày tỏ, bản thân rất ủng hộ chủ trương xây nhà hát của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo anh, nước ta vô cùng thiếu những công trình phục vụ cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Mặt khác, nhà hát không chỉ cần thiết cho những nghệ sĩ của thành phố nói riêng và cả nước nói chung, mà nó còn rất cần cho cộng đồng và người dân của thành phố. Một nhà hát không làm nên và thay đổi được đời sống văn hóa nghệ thuật, nó cũng không cứu rỗi được. Những người làm nghệ thuật, bác học, vốn có đời sống khá khó khăn. Nhưng ít nhất nó cho họ có cơ hội nhiều hơn để mang tới khán giả những sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, được nhiều hơn với âm nhạc, thay vì chỉ xem các show truyền hình thực tế. Quốc Trung phân tích, xung quanh những ý kiến tranh cãi, phản đối bởi cho rằng công trình này là không phù hợp với tình hình kinh tế, dân sinh chung của địa phương, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, mọi người cần hiểu rõ, văn hóa nghệ thuật mang lại những gì cho cộng đồng, thay vì lấy những tiêu cực của xã hội để đánh giá, bởi nếu có tiêu cực, thì bất cứ công trình nào, dự án nào cũng sẽ có. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng bày tỏ sự lo lắng, bởi số tiền đầu tư cho nhà hát, thực tế không quá nhiều, để có được một công trình tầm cỡ và chất lượng. Việc làm không đến nơi đến chốn, để cuối cùng không sử dụng được, thì sẽ còn gây lãng phí nhiều hơn. Ca sĩ Đào Mác, nhiều ekip nước ngoài muốn về Việt Nam biểu diễn, nhưng điều kiện hiện tại không đảm bảo. Là gương mặt trẻ của dòng nhạc thính phòng, nam ca sĩ Đào Mác từng có cơ hội đứng biểu diễn tại nhiều nhà hát lớn nhỏ trên khắp cả nước. Đào Mác cho hay, anh cũng như nhiều nghệ sĩ hoạt động tại Sài Gòn, đều mong mỏi, ao ước một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có được một không gian trình diễn đẳng cấp, để mỗi người nghệ sĩ có thể mang chất lượng nghệ thuật đến cho khán giả. Việc xây dựng nhà hát, theo anh là điều vô cùng cần thiết và quan trọng đối với nghệ sĩ, người dân toàn thành phố, tôi đã từng tiếp xúc. Làm việc với một số ekip nước ngoài, có những người họ rất mong mỏi về Việt Nam biểu diễn, nhưng cơ bản, điều kiện vật chất nước ta lại không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của họ. Đương nhiên tôi chưa bàn đến chất lượng nghệ thuật bên trong. Nhưng nhìn ở góc độ từ bên ngoài, thì rõ ràng, việc xây dựng nhà hát sẽ giống như một biểu tượng về kiến trúc văn hóa, nghệ thuật của cả thành phố. Úc có nhà hát con sò Opera, Sydney, hay các quốc gia Anh, Singapore, mỗi quốc gia đều có cho mình một nhà hát mang tính biểu tượng, thì tại sao Việt Nam lại không thể? Việc xây dựng HH cũng sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan. Điều này là rất tốt cho thành phố, anh nói thêm. Cận cảnh khu đất Kim Cương xây nhà hát ở Thủ Thiêm. Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng tại đô thị mới Thủ Thiêm có vị trí đắc địa nằm giữa các tuyến đường và huyết mạch đang được xây dựng. Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, kỳ họp bất thường, đại biểu đã thông qua dự án xây dựng nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch ở Thủ Thiêm. Vị trí xây dựng nhà hát là khu đất nằm giữa trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố và chân cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn quận 1, nhà hát với quy mô 1.700 chỗ có 2 khán phòng, gồm khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ. Nhà hát nằm bên sông Sài Gòn đối diện trung tâm quận 1, bên phải dự án là cầu Thủ Thiêm 2, công trình kết nối khu đô thị với các quận trung tâm thành phố. Bên trái là khu trung tâm triển lãm theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thực sự cần thiết. Đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của thành phố. Lô đất có diện tích gần chục ngàn mét vuông nằm bên đại lộ Vòng Cung, chạy từ trung tâm khu đô thị mới tới đường Trần Não. Mặt tiền khu đất là tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 3 km, mặt cắt ngang 28,1 m, chạy dọc theo bờ sông Sài Gòn. Như vậy, vị trí nhà hát nằm giữa hai trong bốn tuyến đường xương sống của khu đô thị mới này.
Hiện tại, các hạng mục hạ tầng kết nối xung quanh khu vực xây dựng nhà hát 1.700 chỗ đang thi công dở dang, có nơi là bãi đất trống. Kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn nhận định việc đề xuất xây dựng này quá vội vàng, chưa có kế hoạch tốt. Quy mô nhà hát 1.700 chỗ ở một khu đất hẹp là không đúng tầm với thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn cho rằng với tầm cỡ đô thị như thành phố Hồ Chí Minh thì nếu làm phải dành khu vực văn hóa diện tích từ 2 đến 3 hecta trở lên, tạo thành khu biểu diễn nghệ thuật cao cấp, có cả trong nhà, ngoài trời, có đủ các bộ môn nghệ thuật biểu diễn. Hiện tại, lô đất là vùng đầm lầy, cây cối mọc tùm, một phần diện tích là mặt hồ đầy rau muống, nơi đây cũng là chỗ câu cá cho nhiều cần thủ. Công trình trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố bên cạnh khu đất xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch. Những ổ đất, xà băng dùng săn lấp một phần diện tích khu đất. Xung quanh khu vực này hiện khá vắng, chỉ có một số công nhân thi công hạng mục chân cầu Thủ Thiêm. Nhóm công nhân khác thi công hệ thống ống nước của đại lộ Vòng Cung. Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố đã thành hình hài nằm bên cạnh nhà hát trị giá 1.500 tỷ được xây dựng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Dự án nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh được lập hồ sơ từ năm 1993 và dự kiến triển khai công trình tại số 23 Lê Duẩn, tuy nhiên địa điểm này được đánh giá không phù hợp. Đến cuối năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây nhà hát trong công viên 23 tháng 9, tư vấn thiết kế nhà hát do các công ty của Đức. Nhà hát tại công viên 23 tháng 9 được giới hạn bởi các con đường Tôn Thất Tùng, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, mặt tiền nhìn ra chợ Bến Thành, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2015, dự án này một lần nữa không được triển khai vì vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia và nhà khoa học. Đến nay, dự án này đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thông qua tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 9, kỳ họp bất thường ngày 8 tháng 10 vừa qua. Theo thiết kế, đây là nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.